Hello cả nhà, đã quay trở lại với kênh Hoa Bà Lan nhé cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, an lành và hạnh phúc nhé. Hôm nay nhà mình gói bánh chưng, à quên, bánh bánh tét cả nhà. Gói ở nhà của đứa em. Hai chị em gói chung cả nhà. Đây. Gạo, 10 kg gạo cả nhà. Đậu xanh. Còn đây là thịt heo. Thịt heo này được ướp gia vị rồi nhé cả nhà. Nói thật là gia đình mình thích cái mùi hành, tỏi, tiêu. Cho nên là thịt heo gói bánh này được ướp với hành, tím, tỏi và tiêu cả nhà. Với bột ngọt, một tí bột ngọt với muối nữa. Còn mọi người gói như thế nào thì mình không biết, đấy là tùy theo khẩu vị của mỗi nhà, mỗi người đúng không cả nhà? Rồi bây giờ trộn muối này. Tiện gói bánh thì quay cho cả nhà xem cho vui nhé cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà xem video hãy cho mình một chút động lực nhé cả nhà. Thật sự mình không có thời gian làm những cái video mà hoàn hảo hơn, những cái video mà làm chuyên nghiệp như người ta được. Mình chỉ quay lại những bữa ăn của gia đình, rồi quay lại những công việc mà mình thấy, mình gặp. Video của mình là như thế cả nhà, mình không có chuyên, vì mình không có thời gian chuyên. Mình chỉ gặp cái nào thì mình quay cái đó thôi cả nhà. Rất mong cả nhà tiếp tục ủng hộ cho mình nha. Và tiện đây mình cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều trong thời gian qua. Vẫn luôn ủng hộ mình. Và cảm ơn những bạn bè Facebook cũng như Zalo. Những bạn bè mà chưa đăng ký xem nhiều nhất. Cho nên là tiện đây mình cũng gửi lời cảm ơn rất là nhiều những bạn mà chưa đăng ký kênh của mình nhé, mà vẫn âm thầm xem. Cảm ơn nhiều nhé cả nhà. Năm mới chúc cả nhà an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc nhé. Bây giờ chuẩn bị gói nhé cả nhà. Đứa em nó mới vừa trộn muối với một tí ai dư ngon đó cả nhà. Bây giờ chuẩn bị gói cả nhà. Cái trên nói hồi xưa sao mà Tết, nghĩ đến cái Tết là háo hức lắm cả nhà ơi. Gói bánh rồi là làm dưa món, dưa kiểu các kiểu. Bây giờ thì tự nhiên thấy nản ghê luôn đó cả nhà, càng về già càng thấy nản hay sao á. Con gái kêu là sao mẹ càng già mẹ càng lười thế. Đó, cho một miếng to như thế luôn đó cả nhà. Đào bẹp đào lượng này. Trời ơi, mỡ không thế này sao mà nướng. Thôi, mẹ không có thích ăn mỡ đâu. Đây cả nhà, thịt là nhà mình ăn thịt mỡ, à quên, gói thịt mỡ như thế này nhé cả nhà. Nhà mình không có thích gói thịt nạc đâu. Thịt nạc gói nó khô lắm nên là cứ gói thịt mỡ, nó thấm vào cái gạo nếp ấy cả nhà, nó mềm gạo nếp mà mình đến lúc mình chiên hay là mình gì á, nó rất là ngon luôn cả nhà, nó không có cứng. Nói thật là mình không có biết gói bánh chưng đâu cả nhà. Hồi nào giờ cứ gói bánh tét mít à, không có biết gói bánh chưng.
crack crack lên này đậm. Có nhỏ thôi à? Ôi cái này hồi nãy cắt cái đầu ấy thôi là vừa mà. Ly gói được không con? Có được không? Gói đi. Đi kiếm cái đi kiếm cái ni gói đi con. Đi đi. Mỗi người một tay cho nó nhanh xong rồi còn nấu. Bánh mình ăn ở nhà gói đại đại thôi cả nhà ơi. Nó cần gì phải đẹp đẽ gì hết, miễn sao nó chắc, nó không nước không vào, nó không lỏng là được. Đi lau lá đi con. Còn kìa, chưa mà. Để đi út. Cái này không đẹp lắm. Tí nữa mẹ gói game, mẹ gói cái to chà ba lửa luôn. Và hỏi vlog. Con gái nói là bao hoài vlog. Giận rồi. Năm mới năm mẹ đừng có giận nhau chứ. Rồi xong được một cái. Thế này. Xong được một cái ngon lành cành đào cả nhà. Gói nhỏ nhỏ như thế này thôi cả nhà, không có gói to. Rồi bỏ đây được một em rồi, bắt đầu đến lượt mình gói cả nhà. Có lấy cái gì đâu không? Đây, đầu tiên mình xếp hai cái đầu của nó như thế này cả nhà. Đấy. Đây này. Đấy là mình gói nhá. Còn mọi người gói như thế nào thì mình không biết. Rồi, mình để hai cái đầu này như thế này. Xong rồi là cái đấy là mình chọn lá to nhé cả nhà. Còn mình chọn lá nhỏ. Lá ngọn hoặc là lá... lá cuối cùng của nó đấy là mình xếp ở giữa như thế này nhé cả nhà. Đó, mình xếp sao cho nó bằng cái này này. Rồi sau đó cắt tới đây. Đây. Xong, tiếp tục một lá này nữa. Hồi nãy là mình đặt cái chiều nhỏ này mình đặt bên này, cái to mình đặt bên này. Bây giờ mình lại đặt ngược lại nhé cả nhà. Đây. Mình lại đặt ngược lại. Đây. Cái to mình đặt ở chỗ này, còn cái nhỏ đặt ở chỗ này. Thank you.
Rồi mình xếp lá là như thế đấy cả nhà. Đấy là mình gói nhá. Mình gói là mình xếp như thế. Còn bạn nào gói như thế nào thì mình không biết. Rồi. Bắt đầu là cho nếp vào. Mình sẽ cho một chén đầy luôn nhé cả nhà. Cho thêm một tí nữa. Xong rồi mình cho đậu trước cả nhà. Bên đây đưa thịt cho bác bên đây. Ôi giời ơi thịt. Bóc tay luôn nhé cả nhà. Đây. Cho miếng thịt vào. Này dày quá nhỉ. Rồi cho tiếp miếng này vào nữa. Xong rồi mình lại tiếp tục cho đậu nhé cả nhà. Cái này gọi là đậu bọc thịt trước. Xong rồi mới đến nếp tiếp cả nhà. Rồi. Đổ lên trên. Mình thêm một ít nữa cả nhà. Rồi bây giờ mình gói này cả nhà. Rồi nâng cái lá này cả nhà. Rồi, như mình là mình cuốn theo như thế này cả nhà. Đó. Thế là bằng nạt quần điện thoại người ta chỉ kịp là toàn hạt đó. Đấy là cách gói đơn giản nhất. Còn gói coffee nữa thì mình chiều ấy cả nhà. Rồi. Cái mà mình vặn này là cho ở cái mép này. Rồi bắt đầu dựng lên. Mình cho thêm một tí ở cái đầu này cả nhà. Tại vì lúc nãy là mình có cho dồi thịt ra đấy cả nhà, nên là mình cho thêm một tí. Cái kéo ra rồi, cho mượn cái kéo coi nè. Đầu tiên một lá bên này. Xong rồi là đan chéo lá như thế này. Và gấp mép như thế này. Bên này cũng vậy. Gấp mép như thế này.
Rồi, bây giờ là cột lại cái đầu. Cho cái dây với. Đấy em này. Cái này không thể cho hai được, hai vòng được cả nhà ơi, chắc cho một vòng một thôi. Người chuyên gói, một người ột đi cho nó nhanh. Mấy cái đứa này cho thêm một tí ở trên cái đầu này nhé. Khi mà mình gói xong á là mình cột hai đầu trước cũng được nhé cả nhà, có nghĩa là mình cố định hai đầu trước, hai đầu với ở giữa trước cũng được, sau đó mình mới cột ở giữa. Còn mình là mình cột từ dưới lên trên luôn. Đây, cho bác cái dây này. Em lại bong điện thoại này mình. Anh đang em. Anh xin một cái Esther. Đã hứa hẹn một cái là đi tắm còn hai con nó đi. Đó rồi, lấy thêm một dây này đi. Đây. Đây nhà đi. Đưa cái kéo đây. Thao về tỉnh. Lành vừa ẩm như thế. Đây cả nhà,
Mình vừa gói xong rồi. Vẫn đang còn gói cả nhà ơi. Rất là đông luôn. Đây. Chị em trong nhà không ấy cả nhà? Một đứa con, hai đứa con, ba đứa con với một đứa cháu. À, vẫn đang còn gói đây, còn bằng này cả nhà. Tại vì gói nó nhỏ nhỏ như thế này này cả nhà, nên là nó lâu. Không biết là được bao nhiêu đòn rồi. Được bao nhiêu cặp rồi ta? Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười bốn, mười sáu, mười tám rồi cả nhà. Được mười tám mà, được mười tám đòn rồi. Đòn này nhỏ nhỏ không? Có cái này là mình gói to này. Có cái của mình gói to luôn. Cái chọc còn bèng đúng không đáp anh? Các đi này. Thịt heo ở đây vẫn còn nhiều, đậu vẫn còn nhiều luôn. Cái này chắc còn cỡ 4 đòn nữa cả nhà. Sao này bố? Sao sao bố? Xin ô. Mình gói được 6 đòn cả nhà. Ai biết? Về trong nó bồn rồi cắt.